Bên cạnh mình đang là cái chiếc máy lấy không khí tươi kiêm luôn cái chức năng là lọc không khí trong phòng của Airpods, và mã hiệu của nó là AC160. Và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái điểm đáng chú ý và để giải thích rõ hơn tại sao mà chúng ta lại cần một cái chiếc máy lấy không khí tươi. Sơ một chút về thương hiệu Airpods này cho anh em nào quan tâm, thì đây là một cái thương hiệu mà chuyên làm ra những cái chiếc máy lọc không khí hoặc là những cái chiếc máy lấy không khí tươi, và ngoài ra thì họ còn những giải pháp làm sạch không khí cao cấp nữa. Nếu mà anh em có quan tâm kênh YouTube của Tinh Tế thì trước đây anh Cu Hẹp đã từng trên tay một cái máy lấy không khí tươi kiêm luôn chức năng lọc không khí của cái hãng Airpods này rồi. Và dù vậy thì cái máy phiên bản lần trước mà anh Hẹp trên tay á, là cái phiên bản cao hơn, nó có mã hiệu là AC260. Còn cái phiên bản mình trên tay ở đây có mã hiệu là AC160, là phiên bản nhỏ hơn, thì nó sẽ đỡ chiếm diện tích hơn, phù hợp hơn đối với những căn phòng có diện tích nhỏ. Ví dụ như là những căn phòng ngủ, và tất nhiên là có lắp máy lạnh, nó cũng rất là kín. Nó có kích thước cũng nhỏ gọn, khoảng 720mm, và chiều dày của nó thì cũng khá là gọn. Vì vậy cho nên là mình nghĩ rằng khi mà bố trí ở trong phòng ngủ thì nó cũng không tốn quá nhiều diện tích. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị cái trạng thái hoạt động của cái chiếc máy này, cũng như là những cái thông số mà chúng ta quan tâm. Toàn bộ khu vực ở phía trên sẽ là một khu vực để đẩy cái luồng không khí đã được lọc vào ở bên ngoài, để bù cái lượng oxy và bù cái lượng không khí trong lành vào trong phòng của chúng ta. Phần thân máy ở bên trong sẽ là vừa là cái khoang động cơ cũng như là nhiều cái tầng lọc khác nhau trước khi mà cái chiếc máy này nó thổi không khí ra ngoài. Ở phía sau thì em có thể thấy là chúng ta sẽ có một hốc để lấy không khí tươi từ bên ngoài vào trước khi lọc. Cái hốc đó thì nó khá là lớn. Cái máy mình đang đặt ở đây á, thì đang được đặt trên một phần chân đế. Ngoài ra thì khi lắp đặt chúng ta sẽ có nhiều kịch bản lắp đặt khác nhau. Ví dụ như là treo trên tường để một góc phòng, hay là khoang kính để có thể là lấy gió tươi từ bên ngoài vào. Tùy thuộc vào cái nội thất ở trong căn phòng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có hai chức năng hoạt động chính, đó là lấy không khí tươi và lọc không khí. Mình sẽ nói về cái nhu cầu là tại sao chúng ta phải lọc không khí cũng như là lấy không khí tươi vào trong phòng. Trong cái tình hình dịch cả một năm gần đây á, thì cái việc mà người ta quan tâm nhiều hơn tới cái chất lượng không khí cũng là một trong những cái điểm quan trọng, bên cạnh cái việc là diệt khuẩn ở những cái bề mặt khác, hay là rất là nhiều những cái mối quan tâm khác để đảm bảo sức khỏe của người dùng. Bên cạnh đó thì trước giờ chúng ta vẫn quan tâm nhiều hơn tới cái việc lọc bụi, và chúng ta nói chuyện với nhau rất là nhiều về khả năng lọc bụi của những cái chiếc máy lọc không khí hay thậm chí là những cái chiếc máy lạnh. Dù vậy, một chiếc máy mà nó được làm ra để phục vụ đúng cái khả năng đó, mình nghĩ rằng nó sẽ chuyên nghiệp hơn khá là nhiều hơn là những cái phương án mà tích hợp. Thêm một vấn đề khác nữa mà chúng ta thường xuyên sẽ ít khi nào để ý tới, đó chính là hiệu ứng phòng kính. Khi mà chúng ta lắp một cái chiếc máy lạnh ở trong phòng ngủ và vô tình thì cái lượng không khí ở trong phòng đó nó sẽ khá là bí, chứ nó không có được lưu thông. Và đó là lý do vì sao mà người ta khuyên nhau rằng là nên thường xuyên để cho không khí nó lưu thông trong phòng, đặc biệt là những cái phòng mà thường xuyên sử dụng máy lạnh, để nó có thể là trao đổi khí ở bên ngoài vào nhiều hơn, sẽ bù lại cái lượng oxy vốn dĩ đã bị tiêu thụ trong căn phòng rất là bí đó, chỉ gắn máy lạnh không. Hơn nữa thì trong cái tình hình dịch, đặc biệt là trong cái dịch Covid này á, thì một trong những cái yếu tố tiên quyết đó chính là phải giữ cho cái luồng không khí thông thoáng, có nghĩa là lúc nào cũng cần phải có bổ sung không khí tươi vào trong cái căn phòng đó, hơn là để trong một cái căn phòng bí thì cái tỷ lệ lây lan hoặc là cái tỷ lệ mà sinh bệnh nó sẽ khá là cao. Đó là lý do mình thấy rằng có cái sự cần thiết của cái việc là có một cái chiếc máy để lấy không khí tươi vào bên trong phòng một cách chủ động, và sau đó là lọc luôn cả cái lượng không khí đó. Và đó cũng chính là chức năng chính của chiếc máy lọc không khí Airpods AC160 này. Rõ ràng việc mà chúng ta lấy cái lượng không khí tươi từ ở cái môi trường bên ngoài vào và bù lại cái lượng không khí ở bên trong phòng á, và vô hình chung thì nó sẽ trả lại cái lượng oxy tự nhiên ở trong phòng, đồng thời thì nó sẽ giúp giảm đi cái lượng CO2 mà vốn dĩ là khi chúng ta hít thở thì chúng ta sẽ thải ra. Theo rất nhiều những cái nghiên cứu, những cái tổ chức uy tín WHO và nhiều cái tổ chức khác nữa, thì rõ ràng khi mà cái nồng độ CO2 trong môi trường nó quá cao á, thì khi mà chúng ta ngủ ở trong đó, chúng ta sinh sống ở trong đó, thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng không tốt cho sức khỏe mà chúng ta khó để có thể nhận biết ra, và nó sẽ gây ra những cái hiện tượng như là mệt mỏi, nặng đầu hay là uể oải. Vốn dĩ là do bản chất chúng ta không được hít thở cái không khí có cái nồng độ oxy đủ. Và phía nhãn xuất Airpods cho biết là chiếc máy này sẽ giúp đảm bảo là nồng độ CO2 ở trong phòng luôn dưới 1000, là cái ngưỡng an toàn và ngưỡng tốt dành cho sức khỏe.
Và ngoài ra thì máy có khả năng lọc không khí dạng tuần hoàn, và với cái tính năng này thì nó sẽ giống như là cái chế độ mà lấy gió trong hay là lấy gió ngoài ở bên trong cái chiếc xe ô tô vậy. Khi mà cái nồng độ CO2 trên 1000 thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng như là mình kể lúc nãy. Và phần tiếp theo thì mình sẽ thử là mình đặt máy đo chuyên dụng vào ở gần chiếc máy AirPods 160 này để xem là cái nồng độ CO2 nó như thế nào. Diện tích phòng mà mình đang đặt cái chiếc máy này ở đây để thử nghiệm là nó vào khoảng từ 40 cho tới 45 mét vuông. Hiện tại cái nồng độ CO2 ở trong phòng và chưa mở máy là đang ở khoảng là 1200 ppm. Bây giờ mình sẽ thử mở máy lên và xem là nó lọc như thế nào. Rồi, bật máy ở chế độ tốc độ quạt lớn nhất. Cái tỷ lệ lấy khí tươi từ bên ngoài vào là 100%. Few moments later. Và sau khoảng 40 phút á thì cái nồng độ CO2 ở trong phòng này nó đã giảm từ cái mức là đâu đó khoảng 1200 ppm xuống còn khoảng 600 ppm, nghĩa là cái tốc độ để bù lại cái lượng khí oxy và giảm cái lượng CO2 nó khá là nhanh. Phần tiếp theo là mình sẽ nói tới một cái chức năng khác cũng không kém phần quan trọng của chiếc máy AirPods AC160 này, đó chính là cái tính năng lọc không khí chủ động. Chủ động là sao? Vì khi mà chúng ta lấy lượng không khí từ bên ngoài vào thì rõ ràng trong cái luồng không khí đó cũng sẽ có chứa những cái loại bụi bẩn từ trong cái môi trường ở bên ngoài ngôi nhà của chúng ta. Và vì vậy cho nên là để đảm bảo an toàn nhất á, bù lại cái lượng oxy thì chúng ta cần phải lọc bụi để cho nó hoàn toàn là sạch, không có những cái hạt bụi. Chiếc máy lọc này á, nó đã được trang bị khá là nhiều những cái tầng lọc khác nhau. Và để làm được chuyện đó thì đầu tiên khi mà không khí được hút từ bên ngoài vào thì nó sẽ được đi qua cái lõi lọc bằng inox. Với cái lõi lọc này á thì những phần bụi có kích thước lớn như là lông hay là tóc sẽ được chặn lại. Và rõ ràng những cái loại bụi mà có kích thước lớn đó chúng ta hoàn toàn có thể là lấy cái bộ lọc bằng inox này ra để dễ dàng rửa, vệ sinh và tái sử dụng lại nó một cách rất là dễ dàng. Không khí đã được đi qua cái bộ lọc bằng inox đó thì nó sẽ tiếp tục được đẩy qua một cái bộ lọc tiếp theo. Phía nhãn sách cho biết là bộ lọc này đến từ Phần Lan và nó sẽ lọc đi những hạt bụi có kích thước là PM2.5, kích thước khá là phổ biến khi mà anh em nghe nói về cái chất lượng không khí. Và chưa dừng lại đó, sau khi mà đi qua cái bộ lọc PM2.5 đó thì cái luồng không khí lại tiếp tục được đẩy qua thêm một cái bộ lọc than hoạt tính nữa. Với cái bộ lọc than hoạt tính này cho phép khử mùi và các cái hợp chất hữu cơ bay hơi. Và cái bộ lọc này nhãn xuất cho biết là nó đến từ Canada. Và cuối cùng, trước khi mà cái lượng không khí trong lành được đẩy vào trong căn phòng của chúng ta khi mà đi qua khỏi cái cửa gió ở bên đây á, thì nó sẽ được cho đi qua bộ lọc HEPA H13-14 sản xuất bởi hãng 3M của Mỹ. Đó gần như là chuẩn lọc cao nhất trong số những cái màng lọc HEPA. Và tác dụng của nó là sẽ lọc đi cả những hạt bụi li ti có kích thước lên tới là 0.3 micron. Và từ đó thì cái luồng không khí đi ra khỏi cái chiếc máy này thì nó gần như là hoàn toàn sạch 100%. Và để đảm bảo kích thước nhỏ gọn như thế này á, thì phiên bản AC160 này sẽ có màng lọc HEPA H13-H14 đó, sẽ được thiết kế theo cái kiểu nằm ngang thay vì là cái kiểu hình chữ V giống như là phiên bản kích thước to hơn rất là nhiều là AC260. Và để có thể cho anh em thấy rằng là cái khả năng lọc của chiếc máy này như thế nào thì mình sẽ dùng cái máy đo chuyên dụng, mình sẽ để vào ở cái khu vực cửa gió này và anh em có thể thấy được kết quả đó. Thì đây là cái chiếc máy đo kiểm chuyên dụng và nó có thể đếm được từng hạt bụi trong cái khoảng thời gian 20 giây và với 6 cái loại kích thước hạt bụi khác nhau. Chất lượng không khí bình thường ở trong phòng có rất là nhiều bụi. Những cái hạt bụi 0.3, 0.5, 1 ppm. Đó, rất là nhiều luôn, con số rất là cao. Nó vượt cái ngưỡng 11.000. Đó, quá lớn luôn. Đó, rất là lớn, 13.000 luôn anh em à. Không khí từ trong bên đây ra đó lại không hoàn toàn hết, không hề có bụi. Lấy khí vào và lọc rất tốt, không hoàn toàn. Mặt khác nữa thì chúng ta còn có một tính năng khác và mình thấy rằng nó khá là thích hợp đối với những cái anh em ở những cái khu vực mà nó có mùa lạnh rất là lạnh. Thì chiếc máy này nó có thêm một cái chức năng nữa là sưởi ấm cái luồng không khí đó trong những cái ngày mùa lạnh á, thì nó sẽ được sưởi ấm một phần nào đó và sau khi mà nó đẩy cái luồng không khí đó vào trong phòng á thì nhiệt độ trong phòng cũng ấm ấm hơn một chút xíu để giảm đi cái lạnh mùa đông chẳng hạn. Không biết có giảm đi cái lạnh trong lòng không thì mình không biết. Và thêm một điểm khác nữa về mặt thiết kế và nó ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sử dụng, đó chính là độ ồn khi vận hành. Mình thấy rằng phần vách ở bên trong của chiếc máy này được lót khá là nhiều những cái lớp khác nhau để nó đảm bảo rằng khi mà motor nó vận hành thì nó sẽ không phát ra quá nhiều tiếng động gây khó chịu ở bên ngoài.
và bọn mình đo được á, thì độ ồn nó đâu đó trên dưới khoảng 38-39 decibel. Và theo mình thấy rằng đó là cái mức độ ồn khá là thấp trên thang độ ồn. Vì vậy cho nên là cái việc mà giúp cho cái chiếc máy này có thể đặt ở trong phòng ngủ, nó sẽ không có ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ hoặc là nó gây làm phiền cho người dùng. Tương tự như là phiên bản AC260 thì cái chiếc máy này cũng có những tính năng thông minh, bao gồm cả việc là kết nối với một cái ứng dụng trên điện thoại do AirPods họ phát triển. Và thông qua cái ứng dụng đó thì chúng ta cũng có thể là theo dõi được cái chất lượng không khí ở trong phòng, cũng như là điều khiển một số cái tính năng cơ bản của cái chiếc máy này. Người dùng có thể theo dõi được thời gian cần thay của từng loại màng lọc. Công nghệ AI sẽ được tính theo thời gian thực máy chạy, và nó kết hợp với cả cái thông tin từ cái mức độ ô nhiễm nữa. Điều đó có thể hiểu là nếu mà chúng ta bật máy khoảng 10 tiếng một ngày á, trong một cái phép tính đơn giản chúng ta có thể dễ dàng tính ra là thời gian cần thay màng sẽ gấp đôi cái tuổi thọ mà hãng họ công bố. Rõ ràng với tất cả những gì mà chiếc máy này nó có thể làm được, bao gồm cả cách thiết kế ít tiếng ồn, bao gồm cả cái sự thông minh trong cái việc mà thiết kế cái bộ lọc H13H14, và cả hai cái công năng chính của nó là lọc không khí và cũng như là làm giảm cái nồng độ CO2 ở trong phòng á, thì rõ ràng với cái mức giá là 32.560.000 đồng á, cũng không quá là đắt so với những gì mà nó làm được để đảm bảo sức khỏe của người dùng. Khi mà chúng ta quan tâm tới khá là nhiều tới cái chất lượng nước để chúng ta uống mỗi ngày, thì rõ ràng mình thấy rằng cần phải có một cái mối quan tâm tương tự hoặc thậm chí là cao hơn nữa đối với cái chất lượng không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày trong cái môi trường sống để đảm bảo sức khỏe tốt hơn. Và cuối cùng thì chúc anh em có nhiều sức khỏe để vượt qua được đại dịch lần này. Bây giờ thì mình là Minh Đức trên tinh tế.vn và hẹn lại anh em những video khác.